Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2021. Kính mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng cây thập hoa tím đậm ở trong giàn của tôi hôm nay đang khoe sắc. Cái này là tôi sưu tầm được từ anh Nguyễn Thanh Hải ở Bình Phước. Cách đây hơn một năm thì anh Hải gửi lên cho tôi được một cái tép này. Đúng một tép thôi. Và một tép bên này. Nghĩa là tổng là mỗi một chậu là tôi trồng từ một tép, hay gọi là một giả hành đấy. Thì sau hơn một năm, một đẻ ra hai, hai đẻ ra bốn, bốn đẻ ra hơn 10, là tôi có được hai chậu khá là nhiều cây. Lúc ban đầu thì tôi trồng bằng dớn vụn Nujita. Đây ạ, dớn vụn, dớn sợi đấy các bạn. Sau đó thì tôi có bón vào trong chậu này là cái viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben 01 của Hùng Nguyễn. Và cái phân 20-10-10 là một cái loại phân thông minh tan chậm của Hàn Quốc. Và tôi không phun gì cả. Cái cây này á, nó rất là nhạy cảm với phân và thuốc. Cho nên nếu mà quý vị và các bạn trồng cái cây thập hoa đó, thì quý vị nên hạn chế dùng phân và hạn chế dùng thuốc. Và mình phải giải bả sên đều đặn để diệt sên, không có là sên nó ăn hết ngọn và mầm và lá đấy các bạn. Đây là một cái cây thập hoa tím đậm, khá là duyên dáng. Từ 3 tháng tôi lại bỏ vào trong chậu này khoảng hơn 10 viên Ben 01 và 20-10-10. Cái cây này thì tôi không có kích hoa các bạn ạ. Để tự nhiên nhé. Hoa tự nhiên thôi. Cây này để rất là khỏe. Và da ki cũng rất là khỏe. Cái màu tím này nhìn rất là đáng yêu. Mấy hôm nay trời mưa quá. Mưa quá nhiều cho nên là bây giờ mới có được một chút nắng vào buổi sáng thì tôi mới quay clip để chia sẻ với các bạn được. Thập hoa, hoàng thảo thập hoa. Tôi cũng không phun phân để kích rễ, cũng không phun phân để kích mầm đâu các bạn, tự nhiên đấy ạ. Bên này là một cái giò hoàng thảo thập hoa bình thường. Hoa bình thường của cây thập hoa là như vậy này các bạn. Đa số hoa trên thị trường hiện tại là nó như vậy. Ở đây thì tôi trồng ở trên một cái lõi của cục dớn. Tôi tận dụng cái cục dớn. Ở đây không bón một chút phân nào luôn. Cũng không phun gì cả. Kệ nó thôi các bạn. Còn đợt vừa rồi thì tôi có phun cái Johnson Baby để diệt nhện đỏ với lại bọ trĩ. Pha cái liều là 1cc cho 1 lít nước, phun ướt đẫm mặt dưới của lá luôn. Cái Johnson Baby là cái sữa tắm cho em bé đấy các bạn. Các bạn có thể dùng cái dạ hương để phun cũng được, cũng là 1cc 1 lít. Đấy là tại vì cây lan lá mỏng cho nên mình pha cái liều loãng như vậy đấy. Còn cái cây lan lá mà trung và dày hơn thì mình có thể pha liều 2cc 1 lít nhé các bạn nhé. Cây lá mỏng này phun phân và phun thuốc là cháy hết đầu lá hoặc là cháy hết ngọn đấy ạ.
Nếu mà có phun phân thì liều phải bằng 1 phần 4 trên bao bì hoặc là so với lại những cái giống lan bình thường thôi. Mình không nên phun, tốt nhất là để an toàn thì không phun phân, không phun thuốc, kệ nó luôn. Đây là một cái tác phẩm hoàng thảo thập hoa đột biến, trắng tuyền, hoa trắng tinh luôn. Cây này là cây va an ba các bạn nhé. Cái này thì tôi sưu tầm được từ Mộc Châu, Sơn La. Anh Ngô Trọng Nghĩa có chia sẻ cho tôi một cái kỳ cách đây 2 năm rưỡi, đúng 1 kỳ thôi. Thì sau đó là tôi mang cái kỳ về và tôi trồng vào trong một cái đĩa dớn, cái đĩa dớn của hãng Newzita. Ở đây thì tôi cũng bón Ben 01 và 20-10-10 thôi các bạn. Về cơ bản thì mình bón rất là ít, mỗi một lần thả vào đây chỉ có chục viên thôi, không dám bỏ nhiều ạ. Cái nụ nó xanh và tròn, rất là tròn. Lá mỡ đúng không các bạn? Cái lá nó mỡ như vậy là tại vì tôi không có phun thuốc ở dạng bột đấy các bạn ạ. Chứ nếu mà phun thuốc dạng bột, ví dụ như Ridomin Gold này, hoặc là Mancozeb, thì nó sẽ phủ một cái lớp lên lá và nhìn nó sẽ không được bóng bẩy như vậy đâu. Cái bông này hơi tàn tàn rồi. Một cái hoa này nó nở được khoảng tầm 10 đến 15 ngày nó sẽ tàn các bạn ạ. Sau hơn 2 năm thì từ một cái kỳ bé xíu. Đây này các bạn này, một cái kỳ này nhá, hơn 2 năm này. Để ra được 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16. Tổng là 16. Ở đây là bị sên nó ăn này các bạn. Sên. Có phân của sên luôn này. Tối nay tôi sẽ mang đèn pin ra ngoài này để soi, để tìm xem con sên nó ở chỗ nào để gắp nó ra. Ngoài ra thì tôi còn sưu tầm được một cái cây gọi là va an ba, xin lỗi, sơ mi an ba. Cách đây cũng gần 2 năm, 2 năm. Thì lúc đầu á, là cái giò này nó ở ở trong một cái cục gỗ nhỏ nhỏ thôi. Ươm từ một cái khúc thân già đây các bạn này, khúc này này, một khúc, hai khúc. Thì nó đẻ ra được một cái kỳ bé xíu như này. Cái kỳ này đẻ ra được cái cây này. Cái cây này lại đẻ ra được cây này. Rồi, cây này. Để ra cây này đây. Sau đó thì nó đẻ ra đây, đây, đây. Nghĩa là ví dụ như đây là mầm con này. Mẹ, bà, cụ, kỵ. Cái này cũng mẹ của kỵ thì cũng không biết gọi là cái gì nữa. Đây là cây sơ mi an ba. Xem chừng cái sơ mi an ba này nhìn nó còn duyên hơn cả cái va an ba các bạn ạ. Tại vì nó có cái sự điểm xuyết. Sự điểm xuyết của cái mắt. Cái mũi chứ, cái mũi tím hồng. 5 cánh thì trắng. Hơn 2 năm trước ấy, tôi mua cái cục này này, cục gỗ này nhé, với một cái này. Và trên cái cục đấy nó có được 3 cái kỳ, một cái khóm này này, một khóm này và một khóm này, là 1,5 triệu.
Nghĩa là lúc đấy mà quy ra tiền á thì một cọng như này này. Một cọng như này nó phải tầm 500 nghìn. Cọng như này phải 500 nghìn này. Bây giờ thì tôi không thể ai bán cả. Dĩ nhiên là tôi quay clip này tôi cũng không có ý định bán nhé. Tôi chỉ chia sẻ với các bạn là lúc tôi mua cái giá nó như thế nào. Để ví dụ như quý vị và các bạn mà có cơ hội mà thấy ai bán mà cái mặt hoa như vậy, cây như vậy mà giá nó mềm ấy thì quý vị mua nhé. Những cái dòng này á là không phải là dòng làm kinh tế tốt đâu. Cái dòng này chỉ mua về để chơi thôi. Nếu mà làm kinh tế thì 1,5 triệu đó mua một cái năm cái tràng Phú Thọ thì nó lời hơn rất là nhiều. Cái này là để sưu tầm, chơi là chính. Nếu mà đã gọi là hàng sưu tầm và để chơi á thì mình không thể nào nói về tiền được. Có khi người ta bán 2 triệu mình cũng phải mua đó, nếu mà mình tìm từ rất là nhiều nhiều thời gian và rất là nhiều chỗ mà không ai bán ấy. Với lại mình phải đam mê, chứ cái này thì thật sự với các bạn nếu mà nói ra là một cọng mà 500-600 nghìn thì có nhiều người nói là thừa tiền. Nhưng đây là đồ chơi mà, đồ chơi thì không tính được. Cái này mua để chơi chứ không phải là mua để làm kinh tế. Dĩ nhiên là trồng ở trên cái cục này thì nó khô quá, không đủ nước, cho nên là cây nó lên không được đẹp, không được chuẩn. Tuy nhiên là nó có một cái lợi ở chỗ là nó khô cho nên là nó lại không bị thối. Cây này nó rất là dễ bị thối, bệnh chết nhanh nhé các bạn. Cực kỳ là dễ bị bệnh chết nhanh nhé. Tại vì mình trồng khô như vậy cho nên là nó lại không bị bệnh chết nhanh. Thì cái gì nó cũng có hai mặt của nó đấy các bạn. Đấy, cái này được, được cái này thì sẽ mất cái kia thôi. Nhìn xinh không các bạn? Nhìn rất là đáng yêu, rất là duyên dáng nhé. Tôi quay clip để chia sẻ các bạn ngắm thôi, chứ các bạn cũng đừng hỏi mua nha. Tôi chưa có ý định bán đâu. Cả vườn chỉ có mỗi một giò này thôi. Săn mất mấy năm mới tìm được cái này đấy các bạn ạ. Nhưng mà khả năng bây giờ trên mạng thì lâu lâu chắc cũng vẫn có người bán. Có lẽ là bây giờ cái giai đoạn dịch bệnh này thì giá cả của nó chắc là cũng sẽ mềm hơn. Còn ví dụ như người ta bán 500 nghìn một cây hay 1 triệu một cây hay là 2 triệu một cây thì cái này nó không có giá sàn đâu các bạn. Nó không giống như năm cái tràng Phú Thọ. Không giống như là HO nó có giá sàn là 3 triệu hay 5 triệu một sen hay là 500 nghìn, 700 nghìn một sen đâu. Nó không có giá sàn. Người ta thích bán giá nào thì người ta bán thôi. Còn các bạn thích mua thì các bạn mua thôi chứ. Nó không không nhiều cho nên là đôi khi mình cứ chần chừ mình sẽ mất cơ hội đấy ạ. Nếu mà giả sử như mình mê quá rồi ấy, mê lắm luôn rồi đó mà không tìm được cây để mua á, thì thấy người ta bán thì múc thôi. Giá nào cũng mua được hết ạ. Tôi mua lan để sưu tầm để chơi á, là nếu mà những cây mà tôi săn từ lâu mà thấy có cơ hội, thấy có dịp thì người ta bán đắt gấp 3, gấp 5 lần giá thị trường tôi vẫn mua. Ngày hôm nay thì cái hoa của cái cây nó đang có lá, nó đã nở. Kính mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng lại một lần nữa. Hoa trắng tinh luôn. Tôi đang tính là sẽ để cái giò này thành một cái giò siêu khủng. Hôm trước tôi đi cái hội ở dưới Nha Trang. Thật sự là có những cái giò lan thập hoa trắng đột biến trắng tinh như này này, nó siêu to khổng lồ luôn. Tôi có đã quay clip lại rồi đấy các bạn. Ở ngoài đảo á.
Hôm đấy rất là nhiều tác phẩm đẹp và đỉnh. Các bạn biết làm sao để lá nó mỡ như vậy không ạ? Bóng loáng như vậy không ạ? Có một cái bí quyết rất là đơn giản. Đấy là đừng có phun cái gì hết. Thuốc nấm cũng không phun luôn. Mà phân cũng không phun luôn. Kệ nó thôi. Cái cây này chỉ cần bón ở gốc một ít là được rồi. Vẫn là cái phân thông minh tan chậm Hàn Quốc và viên nén dinh dưỡng Ben 01 là xong. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh nhé, để nhận được những thông báo mới khi mà có được những cái clip mới được đăng ở trên kênh. Tôi ngày hôm nay tôi quay được mấy cái clip về quá trình chỉnh sửa và thay chậu sang chậu về những cái giống lan khác. Sắp tới thì sẽ được đăng lên, nhưng có lẽ là sẽ được đăng sau cái clip này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip sau ạ. Cây này chuẩn bị có hoa rồi, sắp tới tôi sẽ quay về cái hoa này cho các bạn coi.